Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 8, Honda Việt Nam cho biết PCX 150 Hybrid sản xuất trong nước sẽ được bán ra tại các đại lý Honda ủy nhiệm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 24 tháng 9 tới để thăm dò thị hiếu người dùng trước khi bán ra trên toàn quốc. Được biết, PCX 150 Hybrid là phiên bản thương mại của mẫu xe hai bánh đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ Hybrid. Điểm nổi bật của công nghệ này là sự kết hợp của động cơ xăng và motor điện giúp tăng tốc cao hơn, giảm tiêu hao nhiên liệu, vận hành êm ái hơn nhưng giá thành sản phẩm vì thế cũng cao hơn. Theo Honda Việt Nam, hệ thống Hybrid trên PCX 150 Hybrid nhằm đến mục đích đáp ứng đồng thời cả hai yếu tố, phản ứng nhanh nhẹn theo tay ga cùng hiệu suất hoạt động cao và tăng sự thân thiện với người dùng. Hệ thống bao gồm động cơ xăng với dung tích 150 phân khối cung cấp năng lượng chính và motor hỗ trợ đóng vai trò trợ lực cho động cơ xăng. Khi xe được vặn ga để chuyển từ trạng thái đứng yên sang chuyển động hoặc khi được xoắn ga đột ngột, motor hỗ trợ sẽ được kích hoạt, sản sinh ra mô men xoắn hỗ trợ cho động cơ xăng, giúp xe tăng tốc mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Cũng theo liên doanh xe máy Nhật Bản, so với mô men xoắn của PCX 150 phân khối động cơ xăng, mô men xoắn của PCX 150 Hybrid đã được cải thiện đáng kể, tăng 26% tại vòng tua máy 4.000 vòng trên phút. Động cơ sẽ phản ứng gần như lập tức theo sự thay đổi của tay ga, giúp xe tăng tốc mạnh mẽ ở giải tốc độ thấp và vừa. Bên cạnh đó, thời gian ngắt tạm thời hoạt động của động cơ được giảm từ 3 giây xuống còn 0,5 giây, tất cả giúp giảm tiêu hao nhiên liệu khoảng 2% so với PCX 150 phân khối động cơ xăng. Sự xuất hiện của motor hỗ trợ được coi là bí quyết tạo nên công thức động cơ hỗn hợp đặc biệt này. Đặc biệt, bên cạnh việc gia tăng sức mạnh cùng với mức độ tiết kiệm nhiên liệu, PCX 150 Hybrid còn có một tính năng mới lần đầu tiên xuất hiện trên một mẫu xe sản xuất trong nước. Đó là chế độ lái với những lựa chọn khác nhau theo nhu cầu và sở thích, bao gồm DS Idling. Cụ thể, chế độ D đem lại cảm giác xe chạy thoải mái. Chế độ S đẩy mạnh năng lượng bổ trợ từ chế độ D giúp tăng tính năng thể thao trong khả năng vận hành. Chế độ Idling sẽ ngắt hoạt động của Idling Stop nhưng cảm giác chạy xe vẫn thoải mái như chế độ D. Các chế độ này được chuyển đổi một cách đơn giản bằng công tắc trên tay lái bên trái. Honda Việt Nam cũng nhấn mạnh, ắc quy Hybrid được sử dụng trong xe ga Hybrid hoặc xe điện vẫn chưa phổ biến ở Việt Nam và theo luật định, sau khi sử dụng cần được thu hồi, xử lý đúng quy cách nên công ty này sẽ thiết lập hệ thống các điểm thu hồi, tổ chức tiếp nhận, vận chuyển và xử lý sản phẩm thải bỏ. Thưa quý vị và các bạn, ngoài những ưu việt về công nghệ Hybrid với nhiều chế độ lái, PCX 150 Hybrid còn có màn hình LCD được bố trí lại phù hợp với các tính năng mới. Chế độ DS Idling, mức sạc bình điện Hybrid và lượng điện còn lại, mức sạc mức độ hỗ trợ của motor hỗ trợ. Đặc biệt, PCX 150 Hybrid còn dễ nhận biết nhờ thiết kế màu xanh lam đặc trưng của toàn bộ thân xe, cũng như chóa đèn của dải đèn định vị LED và logo Hybrid tạo nên hiệu ứng độc đáo về mặt thị giác. Yên đô của xe cũng được khâu bằng chỉ xanh cùng tông với màu sơn, kết hợp với bề mặt da hai tông màu đen và xám phối hợp liền mạch. Ngoài những điểm khác biệt trên, PCX 150 Hybrid có tiện ích và an toàn tương tự như PCX 150 đang bán trên thị trường, trong đó có khóa thông minh, hộp đựng đồ được thiết kế mới, giảm sốc sau có lò xo 3 cấp xoắn, phanh đĩa trước sau. Đáng tiếc là cũng như PCX 150 động cơ xăng thường, PCX 150 Hybrid chưa có cổng sạc USB và đặc biệt là phanh ABS trước sau. PCX 150 Hybrid có một màu xanh lam duy nhất với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Như vậy, so với PCX 150 động cơ xăng thường đang bán trên thị trường, PCX 150 Hybrid có giá đề xuất cao hơn 20 triệu đồng và tương đương với giá đề xuất của SH 150 ABS 90 triệu đồng. Người dùng kỳ vọng giá bán thực tế của PCX 150 Hybrid sẽ không đội giá quá cao so với giá đề xuất. Autobuy sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết và hình ảnh thực tế của sản phẩm trong thời gian tới. Mời các bạn chú ý theo dõi!